Xin chào quý vị, tôi là Trấn Thành. Tôi sẽ vào vai bác Ba Phi trong dự án Đất Rừng Phương Nam, một bộ phim của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Tụi bay cầm cái súng chĩa vô dân mình à! Khi mà đọc kịch bản thì rất nhiều người, từ biên kịch cho tới các bạn sản xuất cho cái nhiều người cố vấn đều thấy Trấn Thành rất là giống cái nhân vật này. Thành không có cố tình để bắt chước lại chú Mạc Cang, bởi vì không bao giờ mình làm được chuyện đó. Vì cái hình ảnh của chú nó quá đẹp rồi, nó nằm trong lòng của quý vị rồi. Và Thành cũng cố tình xây dựng một bác Ba Phi, một cái hình tượng khác theo cái cảm nhận của Thành. Đứt cái dây thòng lọng, vỏ thòng rớt xuống cái bẹp như bịch chè. Một cái câu chuyện bác Ba Phi, ông sẽ kể lại bị quá hơn mọi thứ. Tất cả những cái câu chuyện của bác Ba Phi, mọi thứ nó đã trở thành huyền thoại. Và chính những cái câu chuyện huyền thoại đó nó lan xa và nó làm cho người ta có thêm những cái niềm tin, nó làm cho người ta thêm ước vọng, để người ta thêm một cái sức mạnh. Bắt hình lên đem gió tòng ra hành quyết. Đạo diễn ưu ái tặng ngay một cái one shot. Bác Ba Phi có một cái màn độc thoại khá dài với một cái shot máy rất là khá dài để giới thiệu cái cảnh quan xung quanh của một cái chợ nổi. Trăm mấy chục con người ở đó, mình sai một chút là phải làm lại, sai một chút là phải làm lại. Mà one shot kiểu là anh Dũng với anh cố tình thử thách em thì phải. Và Thành cũng nói với anh Dũng luôn là chỉ có anh thôi đó nha. Chứ Trấn Thành mà chắc 10 năm sau cũng chưa nghĩ là mình sẽ làm một cái phim mà nó cực như vậy. Hy vọng là tất cả mọi người sẽ yêu mến bản điện ảnh của Đất Rừng Phương Nam. Tụi Tây nó làm cỡ nào cũng không thắng được xứ mình đâu. Dân mình hiểu đất mình, dân mình thương đất mình, đất trời ông bà sẽ che chở cho mình thôi. Nhân ơi đi về miền đất Phương Nam.